chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ Sáu ngày 12 tháng 1. Chương trình có những nội dung chính sau. Tổng thống Indonesia thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình làm việc trao đổi học tập kinh nghiệm với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. Chiều nay, xã Trung Hải, xã Tân Hưng và xã Tân An Hội đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao. Lễ tôn vinh và trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1 năm 2024. Sáng nay, lễ đón cấp nhà nước Tổng thống Indonesia đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón. Chuyến thăm của Tổng thống Indonesia Joko Widodo diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Indonesia có nhiều tiến triển thời gian qua, cả về chính trị lẫn kinh tế thương mại. Năm 2023 vừa qua đánh dấu tròn 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia. Hai bên đang tìm kiếm, tạo động lực để thúc đẩy và đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai nước đã đặt mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt 15 tỷ đô la Mỹ trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn. Cùng với đó là thúc đẩy đầu tư hai nước trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Về vấn đề trên biển, vào cuối tháng 12 năm 2022, lãnh đạo hai bên đã thông báo việc hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Hai nước cũng hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, giáo dục, văn hóa, du lịch. Dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hai bên sẽ trao đổi nhiều về các nỗ lực và cam kết nhằm nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược trở nên ngày càng bền chặt và toàn diện hơn. Chiều nay tại tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra hội nghị trao đổi học tập kinh nghiệm giữa đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn công tác có ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có ông Bùi Văn Khiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Lữ Quang Gầy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, phát triển công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là thành phần quan trọng bền vững thu hút nguồn lực, tạo việc làm, phát huy lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy và đóng góp vào tăng trưởng của mỗi quốc gia. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh cũng xác định đây là ngành khá mới mẻ. Việc triển khai phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của từng địa phương chủ yếu là vừa làm, vừa tìm hiểu, học hỏi. Chia sẻ tiềm năng thế mạnh của tỉnh là một trong những địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, văn hóa, thuận lợi cho việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, mong muốn hợp tác với tỉnh Vĩnh Long thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đoàn công tác cũng tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Vĩnh Long trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu đài phát thanh và truyền hình tỉnh, vấn đề phát triển kinh tế báo chí trong bối cảnh tự chủ tài chính. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, phát thanh và truyền hình, du lịch, văn hóa, thủ công mỹ nghệ là ba trong số các ngành có tiềm năng thế mạnh được tỉnh Vĩnh Long xác định tập trung phát triển. Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định thời gian tới để thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh, nhất là lĩnh vực phát thanh truyền hình tiếp tục phát triển, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết kế hoạch có liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại, hợp tác và giao lưu, tạo động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Ông khẳng định buổi gặp gỡ làm việc giữa hai tỉnh Vĩnh Long và Ninh Bình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2020-2030 gắn với xây dựng phát triển đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Ông mong muốn mối quan hệ hợp tác liên kết giữa tỉnh Vĩnh Long và Ninh Bình sẽ ngày càng sâu đậm và gắn bó hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của hai tỉnh trong thời gian tới.
Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm trưởng đoàn đã đến viếng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại khu lưu niệm ở xã Long Phước, huyện Long Hồ và Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại khu lưu niệm ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dự lễ viếng có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, đoàn đã thành kính dâng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tri ân Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, đến tham quan nhà trưng bày nơi lưu giữ những hiện vật sự kiện và cuộc đời và sự nghiệp hoạt động của ông, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Tại khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa trước anh linh Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Sau lễ dâng hương, lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Long, Ninh Bình đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, người cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và nhà nước, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm tổ chức lễ công bố xã Trung Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự buổi lễ. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Ngãi tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong những năm qua, xã Trung Ngãi đã huy động trên 38 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, ngoài nguồn vốn do ngân sách nhà nước đầu tư, thị xã đã vận động các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 16,7 tỷ đồng. Nổi bật trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là hệ thống giao thông được xây dựng đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Đến nay, 100% tuyến đường liên xã liên ấp được láng nhựa hoặc cứng hóa bằng bê tông. Các tuyến đường trong xã đều đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng khép kín 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 68 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn dưới 1,5%. Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt trên 98% và trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao quyết định công nhận xã Trung Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tặng cờ thi đua cấp tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Ngãi có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tặng công trình phúc lợi xã hội trị giá 500 triệu đồng. Dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao được tỉnh và huyện khen thưởng. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Tân tổ chức lễ công bố xã Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến tham dự buổi lễ có ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hưng tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2023, xã Tân Hưng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình thực hiện, xã đã huy động kinh phí trên 199 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 135 tỷ đồng và phần còn lại trên 64 tỷ đồng do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp. Nhờ đó đã có 13 tiêu chí vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nổi bật là 100% các tuyến đường liên xã, liên ấp, liên xóm được cứng hóa, nhựa hóa. Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, có hệ thống đèn chiếu sáng đạt 100%. Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 93,6%. 100% hộ dân có điện sử dụng an toàn. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng một người một năm, cao gấp 1,36 lần so với năm 2020. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định công nhận xã Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tặng cờ thi đua cấp tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hưng đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và tặng công trình phúc lợi xã hội trị giá 500 triệu đồng cho xã. Dịp này có một tập thể và 8 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 2 tập thể, 3 hộ gia đình và 6 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vì đã có thành tích đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. Cũng nhân buổi lễ, huyện ủy Bình Tân đã trao tặng 5 phần quà cho gia đình chính sách, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phước Thành và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vệ sinh chuyên nghiệp Bảo Quang, tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Mang Thít tổ chức lễ công bố xã Tân An Hội đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao sau 5 năm phấn đấu thực hiện.
Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dưới quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và sự chung sức tham gia của nhân dân, xã Tân An Hội đã thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của xã đã được đầu tư đồng bộ. Nổi bật là hệ thống đường giao thông được kết nối từ đường liên xã, liên ấp, liên xóm đến đường quyền lộ 32 và quyền lộ 35, đường tỉnh 903, thuận tiện cho giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa. Hệ thống thủy lợi được khép kín, chủ động trong tưới tiêu, đạt 100%. Trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang và đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, văn hóa, thông tin và truyền thông được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Từ kết quả này đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra quyết định công nhận xã Tân An Hội đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tặng cờ thi đua cấp tỉnh cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân An Hội có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tặng công trình phúc lợi xã hội trị giá 500 triệu đồng cho xã. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm xây dựng nông thôn có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc và phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, nên sau khi hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới vào năm 2018, 5 năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân An Hội, huyện Mang Thít đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Xác định giao thông là tiêu chí khó trong bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Chính vì vậy, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tân An Hội không ngừng nỗ lực tuyên truyền vận động người dân, đóng góp sức người, sức của, mở rộng và nâng cấp các tuyến đường liên ấp, liên xóm. Đến nay, xã có 91% đường liên ấp với chiều dài hơn 10,4 km được cứng hóa. 100% đường ngõ xóm trong quy hoạch có chiều dài gần 9 km đã được nhân dân đóng góp thực hiện hoàn thành. Nhà nước vận động thì tôi đã hiến 250 mét để làm con đường 2 mét. Bây giờ đúc đan đi rất là khang trang và mua bán người vận chuyển hàng hóa rồi nó cũng thuận tiện. Dân rất phấn khởi. Năm nay xã làm con đường này mình đưa rước con cháu đi học thuận lợi, buôn bán cũng ngon lành. Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Tân An Hội cũng đã tập trung chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp 6 ấp vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt việc thu gom, xử lý, phân loại rác tại nguồn, làm cột cờ, đèn đường thắp sáng. Hàng tuần, mỗi ấp đều tổ chức 2 buổi ra quân vệ sinh môi trường, trồng nhiều loại hoa, tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn xã. Mình vận động nhân dân trồng hoa trước ngõ, rồi mình hàng tuần để mình tập trung anh em lại để mình đi cắt tỉa, mình tưới để cho tạo cho cái môi trường sáng xanh sạch đẹp. Vận động chị em ra trồng bông qua trước ngõ, rồi phân loại rác ở trong gia đình. Đó, rồi chị em hàng tuần thì miễn trồng bông thì chị em xúm nhau ra trồng, vui lắm. Trồng xong rồi thì mình chăm sóc là tưới hoa cho cảnh quan môi trường nó xanh sạch đẹp. Trong năm 2023, tổng quy động nguồn lực trên địa bàn xã đạt hơn 9,4 tỷ đồng. Trong đó người dân đóng góp hơn 800 triệu đồng. Nhờ có sự chung sức, đến nay xã có 9 trên 19 tiêu chí thực hiện vượt so với chuẩn quy định. Đáng chú ý là tỷ lệ đường liên ấp vượt 10%, hộ dân sử dụng nước máy tập trung đạt hơn 96%. Hộ nghèo giảm còn 0,15%, nhà ở dân cư đạt chuẩn trên 97%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 68 triệu đồng, tăng gần 27 triệu đồng so với năm 2018. Hướng tới ban chỉ đạo xã sẽ chỉ đạo cho các thành viên của ban chỉ đạo cũng như là ban vận động ấp tiếp tục để phấn đấu duy trì các tiêu chí, cũng như là cho tiêu chí về môi trường, tiêu chí về vấn đề bảo hiểm y tế tự nguyện. Riêng đối với tiêu chí thu nhập thì phối hợp với phòng nông nghiệp để chuyển giao khoa học kỹ thuật và các cái mô hình trong chăn nuôi, ví dụ như là chăn nuôi lươn, rồi gà thả vườn, rồi bò nái sinh sản, dây bo, tạo thêm cái điều kiện phát triển kinh tế cho hộ gia đình và nhân rộng các cái mô hình sản phẩm ô cốp.
Nhờ sự quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng lòng chung sức của người dân, đến nay Tân An Hội đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và trở thành xã thứ tư trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả quan trọng không chỉ thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển mà còn góp phần tạo tiền đề cho huyện Mang Thít phấn đấu về đích huyện nông thôn mới trong năm 2024. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dự án 8. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự. Dự án 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 2021-2025 được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện trên địa bàn các huyện Trà Ôn, Tam Bình và thị xã Bình Minh với tổng kinh phí 794 triệu đồng. Kết quả đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, các cuộc truyền thông chuyên đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và ra mắt 13 tổ truyền thông cộng đồng, 5 tổ hợp tác, 19 mô hình địa chỉ tin cậy an toàn tại 19 ấp, ra mắt 2 mô hình câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại 2 trường trung học cơ sở đó là Tân Mỹ và Trà Côn của huyện Trà Ôn, xây dựng 1.200 sổ tay tuyên truyền địa chỉ tin cậy, in và phát hành 900 cuốn sổ tay tuyên truyền hướng dẫn thực hiện dự án 8. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai tổ chức thực hiện dự án 8 trong thời gian qua tại các địa phương trong tỉnh. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần đẩy mạnh việc xây dựng triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình địa chỉ tin cậy, thay đổi nếp nghĩ, cách làm giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, giảm nghèo bền vững. Sáng nay, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ tôn vinh và trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. Ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đến dự. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và tỉnh. Qua đó, có 27 sản phẩm của 21 chủ thể là hộ kinh doanh, doanh nghiệp đến từ 7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã đạt các tiêu chí bình chọn và được cấp chứng nhận, nâng tổng số sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh là 145 sản phẩm, đồng thời chọn 11 sản phẩm đặc sắc nổi trội trong số các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam năm 2024. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm phát hiện tôn vinh các sản phẩm có chất lượng từ lợi thế sẵn có của địa phương, có tiềm năng phát triển sản xuất mở rộng thị trường. Từ đó khuyến khích các cơ sở kinh doanh tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời là cơ sở để xây dựng những chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ghi nhận sự cố gắng của doanh nghiệp trong phát triển các sản phẩm, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, các chủ thể cần khai thác tốt tiềm năng phát triển của sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long, trọng tâm là hướng tới người tiêu dùng, thị trường trong và ngoài nước. Sáng nay, Ban tổ chức Tết Quân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp các tiểu ban giúp việc để kiểm tra rà soát lại các mặt công tác chuẩn bị Tết Quân dân năm 2024. Đại tá Phạm Văn Khiêm, tỉnh ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng ban tổ chức Tết Quân dân chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long. Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Tết Quân dân cho biết, đến thời điểm này, tiến độ các mặt công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Tết Quân dân cấp tỉnh năm 2024 trên địa bàn phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long đã dần hoàn tất. Tiến độ triển khai thực hiện các công trình, lắp đèn chiếu sáng, làm đường đan, xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đúng theo kế hoạch, quà tặng cho các gia đình chính sách, người có công, các trường học, các em học sinh thuộc hộ nghèo, vượt khó học giỏi, hội thi nấu ăn, hội thi bánh mứt ngon ngày Tết, hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian, phiên chợ đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng đã được chuẩn bị tốt. Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tá Phạm Văn Khiêm, tỉnh ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng ban tổ chức Tết Quân dân, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các hoạt động Tết Quân dân, hoàn thiện các mặt công tác chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc Tết Quân dân,
Các sở ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long và phường Tân Hội triển khai kịp thời đồng bộ các hoạt động Tết quân dân, đảm bảo thiết thực, sôi nổi, tô thắm tình đoàn kết gắn bó quân dân. Tết quân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2024 sẽ diễn ra tại phường Tân Hội thành phố Vĩnh Long từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1. Thưa quý vị, những ngày này các làng nghề truyền thống trên cả nước lại nhộn nhịp không khí sản xuất phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Từ các cơ sở điêu khắc gỗ ở Vĩnh Long cho đến làng nghề bánh mè truyền thống ở Quảng Ngãi, đâu đâu cũng bắt gặp không khí sản xuất tất bật. Các hộ sản xuất đều mong có thêm thu nhập để đón một mùa xuân ấm no và hạnh phúc. Trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về không khí nhộn nhịp tại các làng nghề ở một số tỉnh thành. Được cái ngày Tết vậy đó, số lượng tăng hơn. Như bình thường thì chú chán thiên 2, thiên 3 là giữ lắm nhiều rồi đó. Còn Tết này là chú phải chán suốt luôn mà không đủ bánh xe. Một mùa xuân mới đang về, những người thợ ở các làng nghề vẫn tất bật mãi miết cho những đơn hàng Tết với mong muốn đưa hương sắc mùa xuân đến với mọi nhà. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.